Xin chào mừng các bạn trở lại với series bài giảng về IELTS Writing Task 2. Bài học ngày số 2 của chúng ta ngày hôm nay sẽ là cách viết conclusion, phần kết luận. Nếu như các bạn chưa xem bài giảng số 1 về cách viết introduction, phần mở đầu, thì mình xin mời các bạn có thể tìm đường link ở ngay bên dưới. Còn về ngày bài học ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu tường tận cách chúng ta viết phần kết bài dựa trên câu luận điểm mà chúng ta đã viết ở phần introduction. Và mình sẽ đưa ra ví dụ cụ thể về cách viết conclusion cho 5 loại câu hỏi chính trong IELTS Writing Task 2. Chúng ta cũng bắt đầu nhé. Let's get started. Xin chào mừng các bạn đến với bài học ngày hôm nay. Trước khi vào bài học ngày hôm nay thì mình muốn make sure là các bạn đã xem video bài giảng đầu tiên về cách viết introduction. Bởi vì đây sẽ là video bài giảng làm nền tảng cho bài học ngày hôm nay. Nếu như các bạn chưa xem video đó thì các bạn có thể ấn nút dừng video này và tìm đường link về bài giảng số 1 về Introduction mà mình sẽ để ở ngay phía bên dưới và xem bài giảng đó trước. Sau khi đã xem bài giảng đó thì các bạn có thể quay lại video này và tiếp tục nhé. Chúng ta cùng nhau vào với bài học ngày hôm nay nhé. Đầu tiên là chúng ta cần phải biết conclusion của bạn cần chứa những nội dung gì. Vậy thì phần conclusion của bạn cần phải có các nội dung như sau. Thứ nhất là chúng ta cần tóm tắt lại ý chính của toàn bài, và thứ hai là trả lời tất cả các câu hỏi mà đề bài đưa ra. Và chúng ta làm điều này dựa trên câu thesis statement mà chúng ta đã viết ở phần introduction. Đây cũng là một cái việc rất là dễ hiểu, bởi vì câu thesis statement của chúng ta ở phần introduction đã đưa ra các cái tóm tắt về ý chính của chúng ta trong toàn bài. Và ở phần conclusion thì chúng ta lại tóm lược lại một lần nữa những cái gì mà chúng ta đã viết ở trong phần body paragraphs. Ok, lý thuyết đến đây thôi và chúng ta sẽ cùng nhau thử lấy một ví dụ để hiểu rõ hơn nhé. Ở đây thì mình sẽ dùng lại câu hỏi mà mình đã sử dụng ở bài giảng đầu tiên về introduction để các bạn có thể tiện so sánh. Chúng ta có câu hỏi như sau. Some universities now offer their courses on the internet so that people can study online. Is it a positive or negative development? Vậy thì câu hỏi ở đây là is this a negative or positive development? Đây là bước phát triển tích cực hay là tiêu cực? Vậy đề bài ở đây đã ngụ ý hỏi về quan điểm cá nhân của chúng ta, opinion. Vậy thì ở bài giảng số 1 chúng ta đã viết câu introduction như sau. Ở video bài giảng số 1 thì mình đã phân tích phần introduction rồi và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem cách viết conclusion nhé. In conclusion, despite its disadvantages, more educational choices and opportunities are provided thanks to the internet-based method of studying. Đây là câu mà mình tóm tắt lại ý toàn bài. I believe with appropriate assessments, students graduated from online universities can be just as good as those who attend traditional universities. Và đây là câu mình đưa ra quan điểm cá nhân dựa trên một dự đoán, prediction. Nếu như có một hệ thống bài giảng, bài kiểm tra đánh giá phù hợp, thì tôi tin rằng là những học sinh tốt nghiệp tại đại học online cũng có thể giỏi như những người học đại học truyền thống vậy. Ở đây thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích kỹ một chút phần conclusion mà mình đã viết để so sánh với câu luận điểm của phần introduction. Đây là phần rất là quan trọng. Đầu tiên là ở câu luận điểm, hay còn gọi là thesis statement, thì mình nói this new platform of studies brings more academic options. Thì ở phần kết bài mình paraphrase lại là more educational choices and opportunities are provided. Tiếp theo, câu thesis statement mình viết là regardless of potential difficulties, tức là mặc kệ là những cái khó khăn mà nó có thể gặp phải. Thì phần conclusion thì mình paraphrase lại là despite several drawbacks, là mặc dù là có thể có một vài các cái khó khăn. Và chúng ta nhớ câu hỏi về đề bài, chúng ta là về gì ạ? Opinion. Và ở câu luận điểm thì mình đã sử dụng in my opinion, thì ở phần conclusion mình sử dụng I believe. Vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là ở phần introduction chúng ta giới thiệu luận điểm của bài và trả lời câu hỏi về mà đề bài đưa ra, thì phần conclusion chúng ta lại một lần nữa nhắc lại ý đó. Điều này giúp cho quan điểm của chúng ta được thể hiện một cách xuyên suốt trong bài văn, và việc này sẽ giúp cho chúng ta nâng điểm trong phần task achievement, là một trong những tiêu chí chấm điểm trong IELTS về việc liệu rằng là các bạn đã có thể trả lời câu hỏi mà đề bài đưa ra hay chưa. Vậy nếu như chúng ta gần hết thời gian khi viết kết bài thì sao? Liệu có cách nào để chúng ta có thể viết phần kết bài một cách nhanh gọn hơn không? Để chúng ta cùng xem cách viết sau nhé.
Vẫn với đề bài như vậy, chúng ta có thể viết một cách nhanh gọn như sau. In conclusion, despite its disadvantages, I believe the development of online courses should be considered positively. Ở đây thì mình chỉ làm việc duy nhất đó là paraphrase lại câu luận điểm của mình ở phần mở bài để trả lời cho câu hỏi chính của đề bài đó là Is this a positive or negative development? Vậy thì câu luận điểm, mình đã đưa ra cái quan điểm của mình đó là đây là một cái positive development. Thì ở phần conclusion mình sẽ nhắc lại một lần nữa để cái ý của mình có thể xuyên suốt trong toàn bài. Vậy thì ở đây chúng ta hoàn toàn có thể viết phần kết luận chỉ bằng một câu mà vẫn chứa đựng đầy đủ nội dung để vừa tóm tắt lại những ý mà chúng ta đã viết trong phần thân bài mà vừa để trả lời câu hỏi đề bài bằng cách là chúng ta đưa ra quan điểm cá nhân. À, đây là cách viết phù hợp khi chúng ta đã gần hết thời gian và các bạn cảm thấy là cái phần mở bài và thân bài của chúng ta cũng đã gần đủ 250 chữ. Bởi vì chúng ta lưu ý đó là ở trong phần Writing Task 2 thì chúng ta được yêu cầu là phải viết 250 chữ. Thì nếu mà trong cái phần mở bài và thân bài chúng ta chưa viết đủ chữ thì chúng ta phải cố gắng viết thêm ở phần kết luận để chúng ta có thể đạt đủ 250 chữ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với các phrase thông dụng. Đầu tiên là cái cách chúng ta mà giới thiệu phần conclusion thì chúng ta có thể nói là in conclusion, in a nutshell, to sum up, to summarize, to conclude. Ở đây các bạn lưu ý là việc giới thiệu phần kết bài thế nào không quan trọng, chúng ta sẽ không nhận được nhiều điểm hơn bằng cách sử dụng các cách phức tạp để có thể giới thiệu phần conclusion. Bởi vậy thì chúng ta nên chọn một cách thôi và sử dụng liên tục trong các bài luyện tập thay vì tốn thời gian và cái việc mà chúng ta nên nghĩ là phải dùng cách nào. Đối với mình thì mình hay sử dụng in conclusion thì viết. Ngoài ra thì các bạn có thể dùng là in a nutshell bởi vì cái cách này thì nó sẽ gồm 3 chữ thay vì là 2 chữ như in conclusion thì các bạn có thể ăn gian một chữ. Tiếp theo, cách thể hiện quan điểm cá nhân. Đôi khi thì chúng ta cần phải đa dạng hóa cái cách nói trong toàn bài văn nên việc sử dụng các cách khác nhau để thể hiện quan điểm cá nhân như là in my opinion, in my point of view, from my perspectives. Hay là I strongly partly believe, hoặc là I am of the belief, of the opinion, hoặc là I am in disbelief. Tiếp theo thì liên từ thể hiện các ý kiến đối nghịch, thường thấy khá phổ biến trong phần introduction và conclusion trong IELTS Writing Task 2, đặc biệt là các dạng câu hỏi về opinion. Ở đây thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một vài các liên từ phổ biến mà các bạn có thể sử dụng như là while, wished, whereas. Thì khi sử dụng các liên từ này thì chúng ta bắt buộc phải viết một câu có hai mệnh đề chủ vị. Khi sử dụng các liên từ là while, with và whereas, chúng ta cần phải viết một câu có hai mệnh đề chủ vị. Chúng ta không thể sử dụng một cái câu mà chỉ có một mệnh đề chủ vị và đưa while vào bởi vì là nó sẽ không thể hiện được cái sự đối nghịch của hai vế. Tương tự với even though và though cũng vậy. Còn despite và in spite of thì sau đó bắt buộc phải làm một cụm danh từ. Tiếp theo thì chúng ta cùng tìm hiểu cách viết conclusion ở từng loại câu hỏi trong IELTS Writing Task 2 nhé. Như mình đã giới thiệu ở bài giảng số 1 về introduction thì trong IELTS Writing Task 2 có 5 dạng câu hỏi chính, bao gồm là opinion questions, discussion question. Nào ở hai dạng câu hỏi này thì chúng ta bắt buộc phải đưa ra opinion ở phần kết bài. Tiếp đến đó là dạng advantages và disadvantages. Tiếp theo nữa là dạng causes, effects và solutions. Nào hai dạng này là hai dạng câu hỏi mà chúng ta sẽ không nhất thiết phải đưa opinion của chúng ta vào phần kết luận. Và dạng câu hỏi cuối cùng đó là two part question. Đề bài mà gồm có hai câu hỏi. Với dạng này thì chúng ta cần phải phân tích xem là đề bài có yêu cầu chúng ta đưa ra personal opinion hay không, quan điểm cá nhân hay không. Nếu có thì chúng ta phải, các bạn chú ý là chúng ta cần phải đưa opinion vào. Chúng ta lưu ý là dạng này thì một số các câu hỏi có hàm ý yêu cầu opinion thường có dạng là is it positive or negative. Chúng ta cùng sang loại câu hỏi thứ nhất, đó chính là dạng opinion question. Và vẫn với câu hỏi ví dụ như ở bài giảng số 1. It is inevitable that as technology advances, traditional cultures will be lost. It seems that we cannot have these two things together. To what extent do you agree or disagree?
Vậy thì câu hỏi ở đây của chúng ta đó là không thể cùng tồn tại cả technology và traditional cultures. Các bạn có đồng ý hay không? Và với câu introduction mình đã viết và phân tích ở bài giảng số 1, thì chúng ta hãy cùng xem cách chúng ta viết conclusion ở bài này như thế nào. In conclusion, I believe the coexistence between traditional values and technological advancements is plausible. Đây chính là câu mà mình lặp lại quan điểm mà mình đã đưa ra ở câu luận điểm trong phần introduction một lần nữa ở trong phần conclusion này. Ở câu luận điểm thì mình nói I completely disagree with this opinion. Thì this opinion ở đây chính là cái sự xung đột giữa technology và traditional values. Thì phần kết luận mình sử dụng I believe that. Đây chính là một cách paraphrase lại giúp bài viết của chúng ta có một sự đa dạng. Ở trên thì chúng ta sử dụng phủ định, thì ở dưới chúng ta lại sử dụng khẳng định. As a matter of fact, the competition between them can be settled to ensure no one is overshadowed by the other. Đây chính là một cái sự dự đoán mà mình sẽ đưa ra ở đây. Ở đây chúng ta có thể lưu ý với từ overshadow. Đây là một từ khá là academic, có nghĩa là làm lu mờ. Tiếp theo, cũng là với dạng câu hỏi opinion này, thế nhưng mà nếu chúng ta có một quan điểm cân bằng, tức là không nghiêng hẳn về một phía agree hay là disagree, thì chúng ta nên viết như thế nào? Thì chúng ta sẽ đến với ví dụ sau đây. Individuals cannot alleviate the poverty that exists in the world. It is the responsibility of the government. To what extent do you agree or disagree? Vậy thì câu hỏi ở trên đây của chúng ta đó chính là trách nhiệm xóa nghèo là hoàn toàn trách nhiệm của chính phủ mà không phải là trách nhiệm của người dân. Các bạn có đồng ý hay không? Vậy thì vẫn với phần mở bài mà chúng ta đã viết và phân tích ở trong bài giảng số 1 thì chúng ta sẽ đến với phần kết bài. In conclusion, although politics is an important form to tackle poverty, actions from individuals can provide extra assistance in this campaign. I strongly believe that this process will be slowed down without help from the people. Ở đây thì chúng ta có thể thấy cách mà mình paraphrase lại câu luận điểm. Thay vì nói the role of the government thì mình sử dụng politics và support and actions from the people thì mình lại thay bằng support from the individuals can provide extra assistance. Và do chúng ta cần phải đưa ra quan điểm cá nhân nên ở câu sau thì mình sử dụng I believe. Và đây nếu như các bạn muốn viết kết luận nhanh, quick conclusion, nếu mà chúng ta run out of time thì chúng ta có thể đưa I strongly believe lên đầu câu thứ nhất và bỏ câu thứ hai đây. Thì khi đó chúng ta sẽ nói là in conclusion, I strongly believe that although politics is an important form to tackle poverty, actions from individuals can provide extra assistance in this campaign. Như vậy thì chúng ta vừa đảm bảo được phần kết luận vẫn có chứa opinion cũng như là tóm tắt lại ý chính của toàn bài. Loại câu hỏi dạng thứ hai của chúng ta ngày hôm nay đó là dạng discussion questions. Chúng ta tiếp tục sử dụng câu hỏi từ bài giảng trước. Some people think that the best way to reduce crime is to give longer prison sentences. Others, however, believe that there are better alternative ways of reducing crime. Discuss both views and give your own opinions. Nào, phần introduction thì chúng ta đã viết và phân tích ở bài giảng số 1. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cách viết conclusion ở bài giảng này. In conclusion, even though an extension of crime sentences can discourage criminals, I still believe that criminals should be given opportunities to be rehabilitated and return to their normal lives. Ở đây thì mình chỉ viết một câu conclusion. Chúng ta lưu ý một chút đó là đề bài yêu cầu chúng ta phải thảo luận cả hai phía của vấn đề. Discuss both views and then give your own opinions. Vậy nên phần kết bài của chúng ta cần phải đưa ra cả hai phía đó. Ở đây thì mình đã gộp cả hai khía cạnh đó vào trong một câu. Đầu tiên với ý là kéo dài thời gian ngồi tù. Ở phần mở bài mình sử dụng cụm từ là heavier jail punishment. Thì ở phần kết bài mình paraphrase lại đó là an extension of prison sentences. Và tương tự với khía cạnh thứ hai, tức là các biện pháp nhân văn hơn. Ở trên mình dùng cụm từ humane measures. Thì ở dưới mình nói thẳng thắn luôn là criminals should be given more opportunities to be rehabilitated. Tức là nên cho những người phạm tội có cơ hội để họ được cải tạo thay vì đi tù. Ngoài ra thì phần mở bài mình sử dụng lên từ while. Thì ở phần kết bài phía dưới mình sử dụng lên từ even though.
Tiếp tục chúng ta cùng chuyển sang dạng thứ ba là dạng câu hỏi advantages và disadvantages với ví dụ sau. In order to solve traffic problems, government should tax private car owners heavily and use the money to improve public transportation. What are the advantages and disadvantages of such a solution? À, vẫn với phần introduction mà chúng ta đã viết ở phần mở bài trong bài giảng đầu tiên thì chúng ta cùng đến với phần kết bài. In conclusion, there are various advantages and disadvantages to be considered should the government apply extra taxes on private car owners. Nevertheless, it is crucial that if the government decided to pursue this tax policy, it should be imposed in the interest of its people. Các bạn có thể thấy cách mình sử dụng các cụm từ đồng nghĩa synonyms để paraphrase lại câu thesis statement ở phần mở bài. Ở đây nếu chúng ta gần hết thời gian thì chúng ta có thể viết kết luận nhanh bằng cách chúng ta bỏ câu cuối. Ngoài ra có một vài bạn hỏi mình từ should ở giữa câu này thì có nghĩa là gì? Thì mình cũng xin giải đáp từ should ở đây bằng với từ if, tức là nếu. Chỉ là một cách viết nhấn mạnh hơn và academic hơn. Tiếp theo chúng ta lại đến với dạng câu hỏi tiếp theo, causes, effects and solutions với câu hỏi ví dụ sau. The percentage of overweight children in Western society has increased by almost 20% in the last 10 years. Discuss the causes and effects of this disturbing trend. Và vẫn với phần introduction mà chúng ta đã viết ở bài giảng đầu tiên, thì chúng ta cùng xem cách viết kết luận ở bài giảng này. In conclusion, the domination of fast food image has caused many negative effects of this frightening tendency. I believe it is more than ever important to stay away from unhealthy substances. Chúng ta cùng để ý cách paraphrase ở đây. Thay vì nói chung chung là various reasons, thì mình đưa thẳng lý do đã trình bày ở phần thân bài, đó là domination of fast food image. Và thay vì nói consequences thì mình sử dụng has caused many negative effects. Và chúng ta cùng đến với dạng câu hỏi cuối cùng, đó là đề bài dạng hai câu hỏi, two part questions, với câu hỏi ví dụ như sau. Competitiveness is considered to be a positive quality. What are the effects of competitiveness? Is competitiveness a positive or negative quality? Và với phần mở bài chúng ta đã viết và phân tích ở bài giảng đầu tiên, thì chúng ta có thể viết phần kết bài như sau. In conclusion, though a society cannot develop without people's ambition, it is of the utmost importance that a reasonable competitiveness level is ensured. No competitions in a society will see no developments, whilst too much competitions will lead to a disarray. Chúng ta cùng phân tích một chút cái cách mà mình paraphrase ở đây. Đó là với từ competitiveness được thay bằng từ ambition và từ maintain được thay bằng từ ensure. Và ở đây chúng ta để ý có từ disarray có nghĩa là xáo trộn, đảo lộn. Đây là một từ khá đắt giá mà chúng ta có thể sử dụng. Ở câu này thì mình đưa ra một dự đoán, đó là nếu xã hội mà không có sự cạnh tranh thì không thể phát triển, trong khi mà có quá nhiều sự cạnh tranh thì có thể dẫn đến hỗn loạn, disarray. Đến đây thì nội dung và bài giảng về cách viết conclusion trong IELTS Writing Task 2 của mình đã kết thúc. Chúng ta cùng nhau đến phần tóm tắt lại bài học ngày hôm nay nhé. Chúng ta cùng nhau đến với phần tóm tắt bài học của ngày hôm nay. Đầu tiên đó là chúng ta cần phải đảm bảo về mặt nội dung bắt buộc của conclusion gồm có hai phần. Thứ nhất, đó là chúng ta cần tóm tắt lại nội dung của bài viết. Phần này thì chúng ta chỉ cần đơn giản đó là paraphrase lại câu luận điểm, vì phần luận điểm của chúng ta thì đã luôn luôn chứa đựng cái nội dung sơ lược cho bài viết rồi. Tiếp theo thì chúng ta cần phải để ý trả lời câu hỏi của đề bài, đặc biệt là các đề bài yêu cầu opinion. Chúng ta bắt buộc phải đưa ra quan điểm cá nhân vào phần kết bài. Điều này sẽ giúp cho bài viết của chúng ta đạt được một cái sự thống nhất về mặt logic từ mở bài cho đến kết luận. Ở mở bài chúng ta đã giới thiệu ý chính và quan điểm cá nhân như thế nào, thì ở phần kết bài chúng ta tóm tắt lại và confirm lại cái quan điểm cá nhân một lần nữa. Việc này sẽ tiến cho cái điểm số của chúng ta ở phần task achievement sẽ đạt được điểm số cao. Và ở trong bài giảng hôm nay thì mình cũng đã giới thiệu cho các bạn cách viết conclusion dạng một câu và dạng hai câu. Nói chung theo mình thì độ dài lý tưởng của phần conclusion là hai câu,
Mặc dù vậy thì các bạn hoàn toàn có thể viết conclusion dạng một câu, cũng là một cách rất phổ biến được cái vị giám khảo IELTS nổi tiếng mà rất nhiều người biết đến, đó là Simon sử dụng. Vị giám khảo này thì rất là hay viết conclusion dạng một câu. Tuy nhiên khi viết conclusion một câu thì chúng ta nên lưu ý một chút về cái mặt số từ yêu cầu, vì ở trong task 2 thì chúng ta được yêu cầu là phải viết đủ 250 chữ. Thêm vào đó thì chúng ta khi viết bài dạng một câu thì đơn giản chỉ cần paraphrase lại câu luận điểm ở phần introduction là đủ, và nhớ là phải bao gồm cả đưa ra opinion nếu như đề bài yêu cầu. Còn nếu các bạn viết dạng hai câu thì có thể đưa thêm prediction hoặc là recommendation. Chúng ta tuyệt đối lưu ý recommendation không nên quá chi tiết và tuyệt kỵ gây tranh cãi. Ví dụ như một phần kết luận gây tranh cãi thì có thể như thế này: The government's decision to pursue this tax policy will satisfy everyone and make the nation better. Vì sao kết luận này lại gây tranh cãi? Bởi vì đây là một cái statement mà không phải ai cũng đồng ý. Không phải ai cũng cho rằng là cái việc theo đuổi cái chính sách thuế này sẽ làm hài lòng mọi người và làm cho đất nước của họ trở nên tốt hơn. Vậy thì chúng ta phải viết như thế nào? Nevertheless, it is crucial that if the government decided to pursue this tax policy, it should be imposed in the interest of its people. Đây là một cái recommendation chung chung và khá là vô thưởng vô phạt. Mình không đưa ra một cách cụ thể nào cho government cả, nhưng mà nói ra cái ý mà hầu như ai cũng đồng ý. Tức là nếu chính phủ mà có áp dụng cái biện pháp này thì họ cần phải áp dụng là dựa trên cái lợi ích của người dân, chứ không phải là dựa trên các cái lợi ích nào khác. Và đây đó là một câu nói không gây tranh cãi và được đa phần người ủng hộ. Trước khi chúng ta kết thúc bài học ngày hôm nay thì mình muốn đưa ra một vài lời khuyên hữu ích cho các bạn trong phần thi IELTS Writing Task 2. Điều thứ nhất đó chính là chúng ta luôn luôn nhớ là không nên đưa bất kỳ một thông tin mới nào ở phần kết bài, như là số liệu, thống kê hay là một cái thực tế nào đó. Đoạn conclusion như vậy thì những người chấm thi IELTS người ta thường có một cái từ gọi là surprise conclusion, tức là một cái đoạn kết gây bất ngờ. Tất cả các ideas của chúng ta thì đều nên để hết ở trong phần body paragraph, còn phần conclusion chỉ là nơi chúng ta tóm tắt lại và đưa ra những cái ý kiến vô thưởng vô phạt mà thôi. Tiếp theo, chúng ta luôn nhớ rằng là chúng ta cần trả lời lại các câu hỏi của đề bài một lần nữa, đặc biệt là các đề bài yêu cầu opinion. Nếu như chúng ta viết rất nhiều ideas hay nhưng mà lại quên không trả lời câu hỏi của đề bài thì điểm số của chúng ta sẽ không thể nào cao được. Tips thứ ba đó chính là chúng ta không nên viết conclusion dài hơn hai câu. Theo mình thì viết dài hơn hai câu là không cần thiết. Conclusion chỉ là nơi mà chúng ta tóm tắt và trả lời câu hỏi của đề bài đưa ra. Bởi vậy thì nếu mà cho nên thế thì chúng ta viết nhiều hơn hai câu thì sẽ dẫn đến cái tình trạng mà có thể là lòng vòng và dài không cần thiết. Như mình đã nói thì mọi tinh hoa của chúng ta nên để ở phần body paragraph và có thể là ở cả introduction nữa. Đặc biệt là đối với những cái bạn mà target điểm viết từ 7.0 trở xuống thì chúng ta tốt nhất là không nên viết conclusion dài quá hai câu. Và cái tips cuối cùng là một cái tips rất là quan trọng mà mình muốn đưa ra đây là chúng ta cần phải viết được conclusion bằng mọi giá trước khi thời gian kết thúc. Rất nhiều bạn đi thi vì nhiều lý do mà không thể hoàn thành phần conclusion. Theo mình thì đây là một cái sai lầm rất là lớn. Trong cái trường hợp mà chúng ta chỉ còn 4 đến 5 phút đồng hồ thì mình khuyên là các bạn nên để một khoảng trống ở trong đề thi, ở trong bài viết của mình và nhảy ngay xuống phần conclusion. Vì một bài writing không thể được gọi là hoàn chỉnh nếu như chúng ta không viết phần kết luận. Việc mà chúng ta để một khoảng trống để lỡ cái trường hợp mà chúng ta viết kết luận xong mà vẫn còn thời gian thì chúng ta có thể quay lại phần body paragraph. Nói tóm lại là các bạn luôn nhớ bài viết chỉ có thể hoàn chỉnh nếu có conclusion ở trong đó. Vậy là bài giảng về IELTS Writing Task 2 Conclusion của chúng ta ngày hôm nay đã đi đến hồi kết. Mình hy vọng các bạn sau khi xem bài giảng này thì có thể hiểu được phương pháp viết conclusion trong IELTS Writing Task 2. Video bài giảng tiếp theo sẽ là cách viết body paragraphs, và đây cũng sẽ là video quan trọng nhất trong series bài giảng về IELTS Writing Task 2 này của mình. Nếu các bạn muốn đón xem video đó thì hãy bấm nút subscribe channel của mình trên YouTube để cập nhật video mới ra lò nhé. Ngoài ra nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi gì thì đừng ngại liên hệ với mình qua Facebook cá nhân mà đường link các bạn có thể tìm ngay bên dưới. Thank you so much for watching and I'll see you in the next one. Bye bye.